SCTV6, kênh truyền hình phim 360 hoàn toàn mới. 12 giờ trưa, phim Việt độc quyền do Viettel Media sản xuất và phát hành. Dàn diễn viên nổi tiếng, câu chuyện gây cấn. Hay ghê quá. 7 giờ tối, phim Hàn nóng hổi mới ra lò. Phim Trung, phim Thái phát song song cùng thời gian với nước sản xuất. Hãy bật kênh SCTV6. Phim 360 hoàn toàn mới từ ngày 1 tháng 7.